Xin chào mừng các bạn đã đến với Techmart. Với sự bao phủ vượt trội của điện thoại thông minh trong cuộc sống hiện nay thì chúng ta đã không còn xa lạ gì về việc không ít các hãng sản xuất không phải là di động nhưng mà lại muốn chen chân vào mảng thị trường có giá trị nhiều tỷ đô la này nhằm kiếm chút danh tiếng. Trong quá khứ thì đã có rất nhiều thương hiệu làm như vậy, từ các hãng thời trang danh tiếng cho đến các thương hiệu dù có tiếng trên nhiều lĩnh vực nhưng mà chẳng có tên tuổi gì trên di động cũng muốn ghi danh mình vào đội ngũ thương hiệu smartphone trên toàn cầu. Và một trong động thái mới nhất, một thương hiệu có quy mô toàn cầu về lĩnh vực giải trí đã tiếp tục công cuộc bon chen chân, đó chính là mạng xã hội video TikTok. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu một thương hiệu điện thoại mang thương hiệu trên có thể thành công được hay là không? Về cơ bản thì đối với những bạn có ác cảm hay là những bạn mới tu luyện từ trên núi xuống đồng bằng thì đây sẽ là một phút phổ biến kiến thức nhanh cho các bạn. Mạng xã hội video TikTok là một nền tảng video âm nhạc đến từ Trung Quốc, được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2016 và đứng sau nó là một công ty mang tên là ByteDance, cũng là một cái tên có máu mặt trong lĩnh vực giải trí. Cho đến hiện tại, TikTok đang được coi là mạng xã hội video ngắn đứng đầu châu Á và là một trong những ứng dụng có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, với hơn 150 triệu người dùng hoạt động thường xuyên và hơn 500 triệu tài khoản được kích hoạt tính đến tháng 6 năm 2018. Như vậy, nếu xét về quy mô tính trên số lượng tài khoản thì TikTok đang là một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Facebook, YouTube và vượt qua nhiều mạng xã hội lớn có tên tuổi lâu đời khác như là Twitter, Tumblr hay là Snapchat vân vân. Do đó sẽ chẳng lạ gì khi mà TikTok muốn đẩy mạnh tầm ảnh hưởng của mình đến cả thế giới phần cứng, đặc biệt là smartphone. Điều này đã được hé lộ thông qua một thông tin cho biết rằng các quan chức của ByteDance đang thảo luận một cách nghiêm túc về một chiếc điện thoại thông minh được tích hợp sâu các dịch vụ của mình. Theo đó thì chiếc smartphone này sẽ cài sẵn nhiều ứng dụng của ByteDance như là app tin tức Sinri TourTown, mạng chia sẻ video TikTok và dịch vụ stream nhạc chưa ra mắt nữa. Thậm chí điều này càng được khẳng định hơn nữa bởi mới đây, ông Zhang Yiming, CEO của ByteDance đã chia sẻ rằng đã ấp ủ ý tưởng phát triển smartphone đi kèm dịch vụ đầy đủ của ByteDance. Vào đầu năm nay thì công ty có trụ sở tại Bắc Kinh cũng đã đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất điện thoại Smart Design để sử dụng bằng sáng chế và một số nhân viên của công ty. Dù lúc đó ByteDance chỉ nói rằng thỏa thuận nhằm giúp hãng khám phá thị trường kinh doanh giáo dục. Nói thêm về Smart Design thì đây là công ty có thể coi như là một BKV của người Trung Quốc khi mà mang đến rất nhiều tư duy có tính chất khác biệt với các thương hiệu nội địa như là tự mình sản xuất, thiết kế smartphone mà không cần phải thuê ngoài, kể cả việc là phải chấp nhận sản lượng thấp, bộ khung phần mềm thì dựa trên Android nhưng mà tùy biến rất là sâu, và cuối cùng đó chính là cái dớp bán được cực kỳ ít máy nhưng mà đội ngũ lãnh đạo vẫn không từ bỏ sản xuất điện thoại. Như vậy thì việc hợp tác giữa Smart Design và TikTok có thể đem đến lợi ích hai chiều. Một là hãng di động Trung Quốc có thêm đơn hàng sản xuất điện thoại, qua đó phô trương sức mạnh của mình. Thứ hai, đó chính là mạng xã hội video có được tiềm năng tiếp cận được nhiều người dùng smartphone hơn mà không cần phải đầu tư quá nhiều vào quảng cáo như trước. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì mối quan hệ này cũng không hẳn đem lại bức tranh toàn màu hồng, bởi vì trước đó đã có rất nhiều ví dụ nhãn tiền về sự thất bại của smartphone tích hợp sâu các dịch vụ của mạng xã hội là như thế nào. Mà đỉnh điểm có thể kể đến nhất đó chính là sự kết hợp đầy tai hại giữa Facebook và HTC khi mà cho ra các mẫu smartphone xứng tầm phế phẩm như là HTC First, HTC Cha Cha hay là Sansa. Không chỉ bị nghi ngờ bởi những cái dớp quá lớn trong quá khứ mà ngay bản thân TikTok cũng không phải là một cái tên tạo được thiện cảm với nhiều người khi mà tại nhiều quốc gia, có cả Việt Nam nữa, đã bắt đầu thắt chặt các điều luật để mạng xã hội này được phép lưu hành. Thậm chí là tại nhiều nơi TikTok còn bị cấm bởi lý do là khiến cho thanh niên suy đồi văn hóa, cũng bởi những trào lưu xấu xí mà mạng xã hội này đã đăng tải. Và có thể thấy, rất khó để dự đoán liệu một chiếc smartphone mang thương hiệu TikTok có thể thành công hay là không. Tuy nhiên, trong trường hợp họ có quá nhiều tiền và muốn tiêu bớt vào một dự án vô bổ nào đó thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Vừa rồi là một số dự đoán của Techmart về điện thoại của TikTok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và các bạn cũng đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Techmart nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Techmart.